Chào mọi người nhé. Hôm nay mình review cho các bạn xem một cái hang của người Nguyên Thủy nhé. Người Nguyên Thủy họ sống ở hang động này nhé các bạn nhé. Đấy, trong này là sâu vào trong hang này, chỗ họ ở các bạn. Và bên phía bên ngoài là chắc là chỗ nơi họ sinh hoạt hàng ngày này, các bạn thấy không? Đây là cái nơi họ sinh hoạt hàng ngày, rộng và ngõ vào này. Ở dưới này là toàn là ốc nha các bạn nhé, vỏ ốc. Review cho các bạn loại ốc mà không giống ngày xưa đâu các bạn, không giống bây giờ đâu, loại ốc nhiều lắm. Đây là toàn vỏ ốc nha, ốc nó có gai này, các bạn thấy không? Đấy, ốc nó không giống ốc mình nhá, bây giờ nhá, ốc thời Nguyên Thủy ấy các bạn, có vỏ trắng này, các bạn thấy không? Đây, khu vực này là toàn ốc nhá các bạn nhé, ốc to ốc nhỏ nhiều lắm nhá, và màu sắc khác nhau nhá, rất khác nhau nhá. Chắc ngày xưa họ ở chỗ này lâu lắm rồi các bạn. Cái này từ mặt đất lên hang này là khoảng độ 300 mét nhé các bạn nhé, 300-400 mét chiều cao nhé. Đấy, các bạn thấy loại ốc này, ốc rất đặc biệt nhé. Đấy, đây là vỏ nó lâu lắm rồi các bạn, nó mòn đi rồi. Và cái loại ốc này là ốc tròn tròn này nhé. Đấy, các bạn thấy không? Và đa số là cái loại ốc này nhé các bạn nhé. Đây, loại ốc này. Rất là nhiều nhé các bạn nhé. Đây, một bãi nhé. Bãi đây toàn là vỏ ốc nhé. Cho các bạn xem. Họ sinh hoạt ngày xưa chắc họ toàn ăn ốc với là bắt thú rừng ấy, các bạn. Và trên này là một cái bàn nằm nhé, bàn nằm rất đẹp này, phẳng phiu các bạn. Đấy, và phía bên ngoài đây là có cái sân rộng nhé các bạn nhé, còn bên trên là vẫn núi cao nhé, cao nói chung là khoảng 500-600 mét lên tới ngọn núi. Đây là khu vực ngoài này. Đấy, vào kia là cái khu vực hang nhé. Nó không ở sâu đâu, nó khoảng độ 15 mét vào sâu. Đây là cái hang ngoài. Khu ở rất đẹp này, rộng rãi. Đấy, chắc thời Nguyên Thủy họ sống ở đây các bạn ạ. Nên mới có vỏ ốc ở đây. Khu vực này cách làng khoảng độ một cây số nha các bạn nhé, bên cái làng một cây số và độ cao là khoảng 200-300 mét nhé, không ai lên tới đây được mà đổ vỏ ốc nha các bạn nhé. Đấy, và từ ngày xưa đến bây giờ là cái hang này người ta gọi là hang ốc các bạn, toàn vỏ ốc không ạ. Những cái vỏ ốc mà nó mại thành tro các bạn, đây này. Đấy, chắc họ đổ dần trong này, đổ dần trong này, bắt đầu họ đổ ra ngoài kia, các bạn thấy không? Đây, nó mại thành tro này. Nhiều loại ốc nhé các bạn nhé, không phải một loại đâu, rất nhiều, nhưng mà nó mòn đi rồi các bạn, nó mại đi rồi, lâu năm quá nó không bị mưa nhé các bạn nhé. Đây, loại ốc khác này, các bạn thấy không? Rất lạ các bạn. Hôm nay rất kỳ công mình đấy, một mình leo lên đây để đi khám phá cho các bạn xem đó.
tham quan vào đây hơi tối, mình không lấy đèn đấy các bạn. Cho các bạn xem vân đá cũng rất đẹp nha các bạn nhé, rất nhiều cái vân đá đẹp nhé. Nó vào sâu trong kia khoảng độ 20 mét đây nhỉ, 20 mét. Đấy. Đây cũng nhiều vỏ ốc này các bạn. Đó. Rất bằng phẳng nha các bạn nhé. Đây các vỏ ốc rất nhiều. Ở khu vực này rất nhiều hang động nha các bạn nhé. Mình coi cái hang này là hang thứ hai, review hang thứ hai. Còn rất nhiều hang động rất bí ẩn nhưng mà mình chưa có thời gian đi. Mình review cho bạn xem cái hang động này như thế thôi. Và các bạn xem nhớ ủng hộ đăng ký like cho mình nhé. Để mình tiếp tục có động lực đi review những video tiếp theo về cái hang động của dãy núi này cho các bạn xem nhé. Đây các bạn, mình đứng trên này mình quay quang cảnh ở dưới chân của cái hang này nhé. Rộng lắm các bạn. Rộng lắm không xem được. Rộng cây quá. Đây phía bên ngoài này. Núi còn rất cao lên các bạn. Còn cao lắm. Đó. Tranh vênh nhé các bạn nhé. Đấy mình coi một lần vào cái hang này cho các bạn xem. Rất thoáng mát các bạn. Khu vực sân này bằng này. Đấy, sân đất nha các bạn ơi. Rất mát mẻ các bạn.